Kính thưa quý vị, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an, được Bộ Chính trị điều động phân công giữ chức Tránh Văn phòng Trung ương Đảng. Quyết định được Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao cho Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc vào sáng ngày 3 tháng 6. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc, sinh năm 1964, quê ở huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13. Ông Ngọc có nhiều năm công tác ở Công an thành phố Hà Nội, trải qua các chức vụ như trường Công an huyện Thanh Trì, trường phòng cảnh sát giao thông, tránh văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra, phó giám đốc Công an thành phố. Tháng 11 năm 2016, ông Ngọc được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Bộ Công an. Năm 2018, ông Ngọc làm Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu. Tháng 8 năm 2019, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Công an, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Tháng 12 năm 2019, kiêm Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông quốc gia. Tháng 1 năm 2021, được thăng cấp bậc hàm Trung tướng. Ngày 30 tháng 1 năm 2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, ông được bầu làm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 13, nhiệm kỳ 2021-2026 tháng 12 năm 2023, Ủy viên Trung ương Đảng, Thượng tướng, Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 6 năm 2024, Bộ Chính trị đã quyết định điều động phân công Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc làm tránh văn phòng Trung ương Đảng.